Ngủ ngáy là tình trạng vừa ngủ, vừa phát ra âm thanh ồn ào trong vô thức. Tiếng ngáy có thể rất nhỏ, hoặc đủ ồn để ảnh hưởng đến người xung quanh. Ngáy không chỉ gây khó chịu cho người khác, mà còn tác động đến chất lượng giấc ngủ của chính bạn. Dưới đây là 5 loại thực phẩm, đơn giản giúp giảm ngáy và cải thiện sức khỏe hệ hô hấp. 1. Mật ong Mật ong có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, giúp giảm nhanh cảm lạnh và loại bỏ nhiễm trùng. Các dưỡng chất trong mật ong hỗ trợ thông thoáng mũi, đường thở, nhờ đó quá trình hô hấp trở nên dễ dàng hơn, giúp giảm ngáy. Bạn có thể uống mật ong với nước ấm, hoặc sữa trước khi ngủ để tránh ngáy, lưu ý uống với lượng vừa phải để không tiểu đêm. 2. Nghệ Nghệ là thực phẩm có tính kháng sinh và sát trùng, giúp chống viêm, giảm ngáy. Nghệ còn hỗ trợ thông mũi bị tắc, chữa lành cổ họng và cải thiện lưu thông máu. Cơ kiêu minh trong nghệ có đặc tính chống viêm chống oxy hóa, giúp điều trị bệnh hen suyễn và cải thiện sức khỏe hệ hô hấp. 3. Hành tây. Hành tây giúp ích cho người ngủ ngáy, nhờ đặc tính chống viêm, thông mũi và làm sạch cổ họng. Hành tây còn giảm triệu chứng cảm cúm, nhức đầu và sổ mũi, đồng thời cải thiện tình trạng khó tiêu. Ngoài ra, hành tây còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm triglyceride và mức cholesterol, kiểm soát huyết áp cao và ngăn ngừa cục máu đông. 4. Gừng. Gừng chứa magie kali và kẽm có tác dụng cải thiện lưu thông máu, giãn cơ, loại bỏ mệt mỏi và giảm ngáy. Tương tự như nghệ, gừng hỗ trợ ngăn ngừa chất nhầy, hình thành xung quanh phổi, giúp thở dễ dàng hơn. Thực phẩm này còn giảm viêm ở đường hô hấp và cải thiện tiêu hóa, đặc biệt hữu ích cho người bị đau bụng kinh hoặc đang giảm cân. 5. Táo Táo dầu vitamin E, B1, B6 và chất sơ giúp giảm cholesterol và cải thiện lưu thông máu, từ đó giúp giảm ngáy. Táo còn chứa Westin, một dưỡng chất thực vật giúp cải thiện tình trạng hen suyễn và biến chứng bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, COPD, đồng thời bảo vệ sức khỏe hô hấp, đặc biệt là cho người hút thuốc hoặc mắc bệnh khí thủng. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.